Rabber xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Với Bác sĩ Nhi Khoa, đây chính là chương trình truyền hình rất uy tín với sự tham gia của các chuyên gia, các bác sĩ có tiếng ở trong ngành để giúp cho quý vị có được những giải pháp chăm sóc sức khỏe cho con trẻ thật tối ưu. Và bây giờ xin mời quý vị đến với bản tin Sức khỏe Nhi Khoa. WHO đánh giá lây lan bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là chưa từng có. Tính đến ngày 26 tháng 5, WHO ghi nhận khoảng 120 ca nghi ngờ và 256 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 23 quốc gia. Điều này làm thế giới dấy lên lo ngại về đợt bùng phát dịch nguy hiểm. Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đây là căn bệnh có nguồn gốc từ khu vực châu Phi. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa xác định chính xác nguyên nhân khiến đậu mùa khỉ lây lan nhanh sang các khu vực khác. Các triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ thường bao gồm sốt, đau đầu dữ dội, đau cơ, nổi hạch và phát ban da. Số lượng tổn thương trên một người có thể từ vài nốt đến vài nghìn nốt, tập trung ở mặt, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Đây là bệnh lây nhiễm do virus gây ra, nguồn lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với người bị bệnh. Biến chứng ở các ca bệnh đậu mùa khỉ nặng bao gồm nhiễm trùng da, viêm phổi, nhiễm trùng mắt, có thể dẫn đến mất thị giác. Có khoảng 3% đến 6% ca tử vong, đa số là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Mặc dù cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ, thế nhưng các cơ quan chức năng vẫn kêu gọi người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng tránh bệnh, hạn chế nguy cơ dịch lây lan. Biến ăn ở trẻ luôn có lỗi của cha mẹ. Dòng tiêu đề gây xôn xao dư luận gần đây được đăng trên nhật báo New York là kết luận từ một nghiên cứu bởi các nhóm nhà khoa học tại Đại học Michigan, Hoa Kỳ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng biến ăn liên quan tới sự lo lắng thái quá của cha mẹ do đánh giá chưa đúng lượng ăn, cũng như không hiểu nhu cầu thực tế của trẻ. Biến ăn một vài dịp là vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ, vì vậy phụ huynh không nên quá lo lắng. Thay vào đó, hãy tìm hiểu tâm lý ăn uống của trẻ ở mỗi giai đoạn, theo lời khuyên của các chuyên gia. Việc này sẽ rất có ích trong việc cải thiện tình trạng biến ăn của bé. Cụ thể, đối với trẻ dưới 1 tuổi, hãy để bé trải nghiệm môi trường ăn dặm. Cho trẻ ngồi ghế ăn dặm, khi cho trẻ ăn cần tránh bế rong hoặc cho xem tivi, điện thoại. Tránh việc bỏ bữa rồi cho trẻ uống bù sữa, có thể chia nhỏ khẩu phần và tăng số lần ăn. Đối với trẻ từ 1 đến 3 tuổi, thái độ ảnh hưởng đến khẩu vị của bé. Hãy nhớ rằng, chính thái độ căng thẳng trong vấn đề ăn uống của trẻ từ các bậc phụ huynh cũng sẽ khiến bé trở nên căng thẳng, stress dẫn đến càng biến ăn hơn. Không những vậy, việc này cũng gây ức chế tiết một số enzyme tiêu hóa, làm giảm cảm giác ngon miệng và giảm hứng thú khi ăn. Vì vậy, thay vì quát tháo, dọa nạt, cha mẹ hãy thể hiện thái độ vui vẻ và tương tác với trẻ khi cho trẻ ăn để trẻ có thể ăn ngon miệng hơn. Đối với trẻ từ 4 đến 6 tuổi, cần tạo môi trường vui chơi giúp bé sáng tạo. Trẻ ở tuổi này phát triển tính sáng tạo, khám phá. Để việc dạy trẻ ăn uống lành mạnh dễ dàng hơn, cha mẹ cần tạo cho bé cảm giác thích thú như đang chơi một trò chơi từ việc khám phá, sáng tạo trong bữa ăn. Bên cạnh đó, việc trẻ biến ăn kéo dài quá 7 ngày, cha mẹ có thể bổ sung thêm cho bé các sản phẩm hỗ trợ với 3 tác động: duy trì cảm giác ngon miệng, giúp tăng cường tiêu hóa và cung cấp đầy đủ vi chất dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu lâm sàng tại Trung tâm Y khoa Châu Âu cho thấy, một số loại thực vật như rễ long đẫm vàng hiệu quả trong việc kích thích sự phát triển thần kinh vị giác, cải thiện tiết các enzyme tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng, tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Đặc biệt, việc kết hợp ngọn centauri và hạt cỏ kari giúp tăng cảm giác thèm ăn ở trẻ. Quý vị thân mến, nắng nóng không chỉ làm cho trẻ mệt mỏi, dễ kiệt sức mà còn tiết nhiều mồ hôi, mất nhiều khoáng chất, khiến cho cơ thể trẻ không còn cảm giác thèm ăn nữa. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm khiến cho trẻ dễ bị mắc một số bệnh về đường tiêu hóa, càng làm cho tình trạng biến ăn kéo dài hơn. Như vậy, làm cách nào để bé không còn biến ăn vào mùa nắng nóng? Hãy cùng với chương trình Bác sĩ Nhi Khoa chúng ta tìm hiểu về vấn đề này. Ngay sau đây, xin mời quý vị gặp gỡ Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, Nguyên trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân 115. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình. Xin mời quý vị hãy ghi nhớ số tổng đài của chúng tôi 1800 8070, để chúng tôi có cơ hội giải đáp rất nhiều thắc mắc của quý vị về vấn đề chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ. Và bên cạnh đó, Hòa Đại Bơ xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ, xin mời quý vị và bác sĩ Vân chúng ta sẽ tìm hiểu câu chuyện ngay sau đây. À,
Bon ba chờ xíu nha, ba thổi cháo cho bon ăn nha. Nóng quá trời mà ăn gì nổi. Nóng quá sao con chưa ăn nổi đi trời. Trời cũng nóng quá. Đây, có cháo cho con nè. Bon ơi bon ạ. Ăn đi, ăn miếng cho ba vui. Sao con có thể thái độ với ba như vậy? Ba đút con ăn mà con cứ chỉ chỉ. Miếng thôi, ăn cho cao lớn bự con giống ba nữa. Ủa quên, bự hơn ba, sao mày bự hơn ba nữa. Nha, bon dở dở, bon dở. Không ăn, ba hát nha. Ba hát cho bon nghe nha, hát để con bắt. Bon ơi, ăn đi mà. Bon ơi, ăn đi con. Bon ăn đi con. Ông ăn ba ăn á. Ba ăn á, nè, ba ăn nè, ba bon nhìn nè, bon. Gì mà ngon dữ vậy trời. Ngon quá. Trời đất ơi là trời à. Mày nghĩ sao vậy tính? Nhỏ không ăn mày ăn như đúng rồi vậy. Nè mà mại mà mại mà mại thương nè mà mại mà mại giúp ăn. Đúc không ăn. Nè mà mại đúc cho ăn. Mà mại đúc ăn. Mà giúp con em, mà giúp con đi. Mà. Ôi tôm mà. Bye bye. Đúc nàng mà đẩy bên kia ta. Nè, bà ngoại đúc con nha. Bye bye đi. Miếng đi miếng coi. Miếng xíu vô ngoại vui nè. Miếng cho ngoại vui nha. Cưng quá. Hay quá má ơi. Hay quá má ơi. Sáng giờ nó ăn được nửa muỗng rồi đó má. Sáng giờ có nửa muỗng rồi, tính chịu ăn má ơi. Con đút con nói thiệt mà má thấy còn có nửa tô. Con nghĩ là nửa tô kia nó ra đi ra đâu. Dạ vô đây rồi. Má biết sao không? Con khổ lắm luôn á. Thương con lắm, thương bon lắm má. Con đút hoài con đủ cách không ăn. Cái con nói thôi để ba ăn nha, ba ăn nha. Đồ đứa ơi. Mà má coi nè. Con ăn cho bà ngoại vui nè, mẹ vui nha. Trời ơi, lần nó ăn cái cốt nó cốt hoàng tử đó. Mỗi lần nó ăn nó có chừng 2 hộp gạo rồi con. Ê, sao nuôi nó cực khổ quá. Mà mày ăn khổ quá con quá má. Đâu phải là con do con ham ăn đâu. Con đút con của bon mà sao nó không chịu ăn. Chắc tại do trời nóng nực quá hay sao á. Rồi con người nó bức trước nó không chịu ăn. Mà coi cứ nó không ăn á, con để lâu á thì con lại sợ gió rồi nó hôi thiêu. Rồi công sức của má nấu, vợ con nấu, cho nên con ăn hết trơn. Má nghĩ đi, con trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Con còn ăn thêm cháu của con nữa. Rồi con nói sau này nó lớn lên mà nó biết cái chuyện này là coi như nó sẽ thần tượng con lắm. Ôi tình cha mà má. Mày chết là của con vợ mày đâu. Vợ con biết đi rồi, đâu. Thằng nhỏ nuôi nè, 2 tuổi hơn mà ốm nhôm ốm nhách nhỏ xíu mà nhẹ cân nữa. Trời con ơi, nó nhẹ hơn mọi lần mà. Nó nhẹ hơn là mọi lần mà ngoại lên mà ngoại hẩm là nó nặng tay. Là tụi bay cha mẹ mà nuôi không có kinh nghiệm gì hết trơn trời. Trời nắng nóng như trẻ nó biếng ăn dữ lắm. Người lớn còn muốn bỏ ăn nè. Mà mày nghĩ sao cái tô cơm mà để từ nãy giờ nó sinh nó luôn. Trời nóng quá mày mận dớ vô nổ chi vậy. Có nội nó ra mồ hôi là mất hết cái nửa trong mày giam nước của tao nữa. Trời đất ơi nó dễ dàng quá. Mẹ con có bị gì vậy con? Đi hút. Mẹ má con mới về má. Mày chạy đâu à? Có cái miếng nước. Nó còn buộc tao mà nó không có nhớt, không có miếng tao. Bỏ miệng em chạy mà hết thải vậy. Ngồi đây ngoại thương nha. Khát nước quá. Ngồi đây xíu nha ngoại thương nha. Nha con, tao qua má ha, qua má. Miếng nữa. Ngoài trời nóng quá. Thôi. Cái vụ biếng ăn của con đó. Sao rồi? Coi như đó kêu em lo cho con suốt ngày em không thấy lo mà em cứ đi đầu này em đi đầu kia tùm lum tà la hết. Đúng rồi. Thiệt luôn á. Giỏi. Ai nói với anh là em đi đầu này đầu kia? Chứ sao nữa, chứ sáng giờ có thấy mặt mũi em đâu. Biết hồi sáng giờ đi đâu không? Không có đi chơi. Chứ đi đâu? Con đi lo chuyện quan trọng. Không có chuyện gì quan trọng. Đúng rồi. Nuôi con nuôi chồng là quan trọng nhất đâu. Gì má? Thôi, con kế chồng mày coi. Hai chồng ngồi coi. Xứng. Trời ơi, nó mập xứng đôi, hai cái mặt như hai cái thúng luôn. Ăn ngày 3-4 bữa. Rồi bây giờ còn ăn thêm cháo của thằng nhỏ. Thôi con đừng. Ê bà ngoại thương số 1. Ở nhà kêu anh đút con ăn mà anh cứ ăn hoài vậy. Đi chơi con chơi nha. Em làm như anh muốn đi. Cái tình trạng con mình hơn nửa tháng nay là nó biếng ăn thấy không? Rồi em sợ là biếng ăn như vậy kéo dài là sẽ bị tụt cân hiểu không? Rồi giảm sức đề kháng rồi sinh ra mấy cái bệnh vặt nữa. Đây nè. Hồi sáng tới giờ là em đi cái dự cái hội thảo hiểu không? Ở trong đó người ta bàn về vấn đề là sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em hiểu không? Quan trọng là em có hỏi cái tình trạng của cô Bon chưa? Đó, đúng rồi. Ở trong đó có chuyên gia người ta tư vấn. Chuyên gia đâu? Chuyên gia nè.
Đó quý vị thấy không? Thời tiết nắng nóng nhiệt độ nó ảnh hưởng làm cho người lớn đau đầu mà trẻ con cũng khó ăn hơn. Thì qua tiểu phẩm vừa rồi với tình huống đó thì chắc chắn rất là nhiều bậc làm cha làm mẹ đang phải đối diện. Đó chính là trẻ biếng ăn trong một thời tiết rất là nắng nóng. Thì bác có thể giải thích rõ hơn về cái tình trạng này không ạ? Chúng ta biết là cái mùa nắng nóng này á, là nó ảnh hưởng rất là mệt. Nắng nóng thì phải ra mồ hôi. Yeah. Mà ra mồ hôi á, thì không phải chỉ có nước không mà nó phải có nhiều cái chất khoáng. Yeah. Khoáng này natri, kali rồi nhiều thứ. Mà nó ra mồ hôi quá nhiều mà mình chỉ uống nước trắng không á. Yeah. Thì như vậy là nó sẽ mất khoáng. Yeah. Và mất khoáng thì dẫn theo là nó mất cân bằng cái hệ khoáng. Và như vậy thì bé nó cũng ăn không có ngon. Tại vì nó mất một cái chất nào là nó mất cân bằng ở trong đó rồi. Cho nên là chúng ta lưu ý là cái mùa nóng là phải bổ sung nước và cái khoáng. Tất nhiên là nước lọc không có khoáng. Cho nên là đó là một trong những cái vấn đề. Còn cái thứ hai nữa đó là khi mà mùa nắng nóng thì trẻ thường nó lười. Nó thích chui vào trong phòng máy lạnh thôi. Dạ, nó không thích đi ra ngoài. Thì không có vận động, như vậy thì ăn không có ngon. Dạ. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao mùa nắng nóng bé lại biếng ăn. Nhiều khi nằm trong phòng máy lạnh thì nhiều khi thích ăn snack chơi thôi. Ăn snack hồi thì nó no rồi. Nó ngang dạ rồi, tới bữa cơm thì không ăn cơm. Cho nên cái chất dinh dưỡng cần thiết thì lại không được bổ sung. Có nghĩa là cái thì thừa, cái cần thiết thì lại thiếu. Nhiều khi bé nó thích uống nước đá này, rồi uống nước ngọt, ăn cái gì lạnh lạnh, ăn kem, ăn linh tinh. Thì những cái nước mà nó có nhiều chất ngọt như vậy thì bé nó sẽ dễ là biếng ăn. Nếu mình cho ăn nhiều món chiên rán làm cho bé nó không muốn ăn. Do đó là những cái tác hại của cái mùa nắng nóng mà nếu mà cha mẹ không có lưu ý để mà quan tâm đến con cái thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe là những cái trẻ nhỏ. Dạ vâng ạ. Thì có rất là nhiều ba mẹ chiều ý con, thấy nắng nóng quá, giải khát giúp cho con bằng cách là cho con uống nước ngọt có ga nè, rồi ăn kem nè. Nhưng mà tại sao cứ càng uống nước ngọt có ga, càng ăn kem thì lại càng khát, lại càng cảm thấy nó nóng hơn bác, so với việc là uống nước suối, nước khoáng, nước lọc? Đúng rồi, tại vì nóng là lý do là nó có nhiều năng lượng. Mà năng lượng trong nước ngọt đó là nó năng lượng rỗng. Có nghĩa là ngoài cái cung cấp cái năng lượng để cho mình hoạt động thì nó không có bổ sung cái vitamin khoáng chất. Cho nên thay vì uống nước ngọt thì mình sẽ cho bé uống nước cam vắt hoặc là nước dừa. Nên lưu ý là nếu mà mùa nắng nóng này á, các bà mẹ mà có cho bé uống nước dừa đó, cho tí xíu muối vô. Tại vì trong cái nước dừa thì cái hàm lượng kali nó cao mà cái natri nó thấp, cho nên nhiều lúc bé vận động ngoài trời đổ mồ hôi nhiều thì cái lượng muối nó mất nhiều. Cho nên mình cân bằng một chút xíu muối thì như vậy mình bổ sung đủ các khoáng chất cho bé. Ngoài ra thì mình có thể uống nước khoáng, rồi nước mát, nước lọc ở nhà bình thường. Hạn chế cho bé uống nước đá. Như vậy rõ ràng là việc trẻ biếng ăn trong mùa nắng nóng nếu mà kéo dài chắc chắn sẽ rất nhiều hậu quả. Như vậy những hậu quả cụ thể ra sao ạ? Mùa nắng nóng này thì ngoài cái việc mà biếng ăn á, thì chúng ta nên lưu ý là rất dễ bị các cái bệnh về nhiễm trùng. Yeah. Đặc biệt là những cái nhiễm trùng về đường tiêu hóa. Yeah. Khi mà nhiễm trùng đường ruột thì nó sẽ làm cho giảm hấp thu các chất. Yeah. Mà nó nhiễm trùng thì bé sẽ biếng ăn. Yeah. Đó là một cái vòng luẩn quẩn thì chúng ta thấy như vậy. Theo bác, chúng ta sẽ điều chỉnh chế độ ăn uống cho bé trong mùa nắng nóng này như thế nào là phù hợp? Đầu tiên á, là mình phải lưu ý đến cái sự mất nước của trẻ. Ngoài ra thì mình chọn những cái món mà nó cũng đầy đủ chất. Cái bữa ăn mình nó phải có rau, củ, trái cây. Mình chọn những cái trái cây mà nó ít ngọt tí. Thí dụ như trái cam, trái quýt thì là cả những cái rau củ mình cũng phải chọn cho tùy theo cái mùa. Thí dụ như rau má này, rồi thí dụ bí đao. Tuy nhiên á, thực tế thì khó có cha mẹ nào mà chuẩn bị một cái bữa ăn mà đầy đủ chất và cân đối mà thường xuyên cho bé. Thì như vậy là cái nguy cơ bé sẽ dễ bị biếng ăn cũng như là thiếu chất dinh dưỡng kéo dài. Hạn chế ăn những cái món chiên rán quá nhiều. Mùa nắng nóng này á thì trẻ nó biếng ăn. Mình nên lưu ý ngoài cái việc mà cân đối cái bữa ăn, mình bổ sung các cái chất mà nó dễ tiêu hóa hấp thu, các cái trái cây, những cái nước khoáng, thí dụ nước dừa, nước cam, để nó tăng cái hệ miễn dịch. Như vậy thì bé nó cảm thấy nó ăn ngon hơn. Và trong những cái trường hợp mà mình cho nó đầy đủ như vậy mà bé nó vẫn không có chịu ăn thì có thể là trong cái khẩu phần ăn của mình là nó không có cân đối, nó sẽ thiếu những cái vi chất, trong đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng. Dạ. Để mà giải quyết cái vấn đề này thì ba mẹ có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ dinh dưỡng để nó bổ sung thêm các cái vi chất. Và đặc biệt là những cái sản phẩm mà nó có ba tác động là
kích thích cái vấn đề thèm ăn. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho cái tiêu hóa hấp thu tốt hơn. Và cái thứ ba nữa là nó có đầy đủ cân đối các cái thành phần dinh dưỡng, từ các cái vitamin, khoáng chất, các cái yếu tố vi lượng, các cái khoáng chất như là sắt, kẽm, canxi, vitamin nhóm B, C, đủ cái nhu cầu dinh dưỡng để bé phát triển, vượt qua cái mùa nắng nóng. Dạ, bác cũng vừa mới chia sẻ về những sản phẩm bổ sung chất dinh dưỡng và cụ thể hơn như là siro ăn ngon ba tác động. Thì với siro ăn ngon ba tác động này, bác có thể chia sẻ nhiều hơn về công dụng của nó được không ạ? Cái siro ăn ngon ba tác động á, có những cái thành phần thảo dược chiết xuất từ thiên nhiên thì nó có những cái chất nó giúp cho ăn ngon miệng như là từ hạt ri và đồng thời nữa là những cái sản phẩm mà nó có chiết xuất từ cái mầm lúa mì cũng như là phấn hoa, nó có nhiều cái axit amin cũng như là nhiều cái vitamin khoáng chất thì nó sẽ tốt cho cơ thể. Cảm ơn bác với những sự chia sẻ vừa rồi ạ. Và bây giờ chờ đón xem gia đình của chúng ta ngày hôm nay với tình huống vừa rồi giải quyết như thế nào quý vị nhé. Chuyên gia người ta tư vấn nên thay đổi nhiều món nè để đổi khẩu vị cho con, rồi bù những cái vi chất thiếu hụt nè, những cái năng lượng thiếu hụt nữa nè. Nó ăn ngon kìa. Đâu? À, là người ta tư vấn cho mình xài cái sản phẩm này á hả? Đúng rồi. Này là gì vậy vợ? Đâu, để anh coi coi. À, thì ra đây là siro ăn ngon ba tác động từ 100% thảo dược châu Âu, giúp ăn ngon tự nhiên, tiêu hóa hấp thu tốt, bổ sung vi chất dinh dưỡng từ thực vật. Để coi coi, sản phẩm dùng được cho bé từ 6 tháng tuổi nè, vị ngọt thanh rất là dễ uống, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Sắp tới nha, có sản phẩm cho con uống rồi. Được giới thiệu cái sản phẩm này, nhỏ nó ăn được là vui. Mà mày quay công nhận không, nhỏ nó ăn nó vui, nó khỏe. Vợ chồng đây làm không có nóng ruột. Đúng rồi. Lâu lâu tao chứ quê lên tao bớt chửi, lên với một cái không khí vui vẻ, gia đình hòa thuận. Và tình huống cũng đã được giải quyết một cách rất là gọn gàng luôn, như những lời tư vấn của bác sĩ Ngọc Vân. Và cảm ơn thạc sĩ, bác sĩ ngày hôm nay đã đến đây để chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm hay dành cho quý vị khán giả. Cảm ơn bác rất nhiều ạ. Và xin kính mời quý vị hãy cứ liên lạc với tổng đài của chúng tôi 1-800-8070 để có thể giải đáp mọi vấn đề về việc chăm sóc trẻ nhỏ, những vấn đề về chậm lớn nè, biếng ăn nè, còi cọc nè, cần bổ sung những chất dinh dưỡng như thế nào. Những chuyên gia và những chuyên viên tư vấn sẽ hỗ trợ cho quý vị. Và bên cạnh đó, xin cảm ơn nhãn hàng Fito Bimbi Appetito siro ăn ngon ba tác động nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và bây giờ Hoài Đã Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mày nghĩ làm sao vậy Tính? Nhỏ không ăn mày ăn như đúng rồi vậy. Nè bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại thương nè, bà ngoại, bà ngoại giúp ăn. Đúc ăn đây, bà ngoại đúc cho ăn. Bà ngoại, bà ngoại đúc ăn. Mà giúp con em, mà giúp con em. Mà má. Ô trông bà. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Đúc ăn mà đẩy bên kia ta. Nè, bà ngoại đúc ăn.